Chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em cái lòng bẫy chiên bẫy dông, dông hềm, dông đỏ rồi các bạn. Ngoài ra thì bẫy dông cát, dông xanh rồi ok luôn nha các bạn. Thì cái lòng này là dài 36 cm. Rộng 9 phân rưỡi nha anh em. Rộng 9 phân rưỡi. Cao 8 phân. Giò đạp thì làm sâu trong đây nha anh em. Sâu gần nè, cái vòng đạp cuối cùng của nó nè. Sâu gần nửa bẫy ha. Anh em muốn giờ vòng đạp vào một hai ô nữa vẫn được nha anh em. Anh em giờ vô thì đồng thời anh em cắt bớt cái vòng đạp này là anh em cứ giờ vô thoải mái. Giờ vô được một ô hoặc hai ô nữa cũng được. Rồi, khi mà bẫy thì anh em cứ bỏ mồi hẳn vô trong đây ha. Bỏ mồi nằm trực tiếp trong nền bẫy luôn. Còn anh em muốn treo thì anh em cứ kiếm cọng dây chì nhỏ nhỏ vậy nè, anh em móc vô con mồi rồi anh em treo lên đó, vậy đó. Này là lưới lỗ 1/2 anh em, lưới lỗ 1/2 mà chì chống rỉ sét. Này là để chống kẹt đuôi đứt đuôi nè, nên làm cái bẫy dài cho anh em. Rồi anh em nào cần lòng bẫy dông cát, dông hiềm thì cứ liên hệ mình nha. Số Zalo là 0936 059090. Hàng mình ship toàn quốc nha anh em. Chào tất cả anh em.